Chỉ trong 5 trận gần nhất, Erling Haaland đã ghi tới 13 bàn thắng. Sự chuyển mình trong lối chơi của Man City góp phần không nhỏ giúp chân sút người nào Ý thăng hoa. Trong 5 trận này đều có một điểm chung. Man City tận dụng rất tốt khoảng không gian mà đối thủ lộ ra khi ép sân Man City. Đoàn quân thiện chiến của Guardiola đang biến thành một đội bóng chơi phản công. Không, Man City chỉ tận dụng các pha phản công để tối hóa sức mạnh của Haaland. Điều đó đã từng không có trong suy nghĩ của Guardiola. Tháng 9 năm 2021, khi Man City còn tôn thờ lối đá kiểm soát bóng với số 9 ảo, Guardiola từng khẳng định: "Chúng tôi không phải là đội bóng có thể chuyển trạng thái cực tốt trong phạm vi 40 tới 50 mét. Chúng tôi chơi một thứ bóng đá khác. Còn chuyển trạng thái hiệu quả như Tottenham, MU, Liverpool, chúng tôi không làm được. Đó không phải là phong cách của Man City." Ban đầu, Haaland không gặp rắc rối gì với việc thích nghi với Man City. Nhưng tiền đạo người Na Uy từng có giai đoạn khó khăn tại Man City, đặc biệt là sau World Cup 2022. Đó là thời điểm các hàng thủ dễ dàng khóa chặt Haaland bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, thậm chí là co cụm. Về cơ bản, vấn đề nằm ở lối chơi kiểm soát bóng của Man City làm cho Haaland phải loay hoay giữa một rừng hậu vệ đối phương. Giai đoạn ấy, huyền thoại Jamie Carragher khẳng định Haaland đã chọn sai đội bóng. Bạn nghĩ về bàn thắng mà cậu ấy ghi vào lưới West Ham vào ngày đầu tiên của mùa giải. Khi có khoảng trống ở phía sau và cậu ấy thực hiện pha chạy chỗ đó. Tôi biết điều đó không thường xuyên xảy ra vì cách chơi của Man City. Nhưng Erling đến từ Bundesliga, đây là một giải đấu phản công. Và trận đấu diễn ra từ đầu sân đến cuối sân. Và bạn thấy tốc độ chóng mặt của Haaland. Bây giờ thì bạn không còn thấy điều đó. Erling có thể đã thực sự chọn sai câu lạc bộ để thực sự tận dụng tốt nhất khả năng của cậu ấy. Với người thông thái như Pep, ông chẳng cần đến sự chỉ dạy của Carragher. Vấn đề là thay đổi cũng phải cần thời gian. Không thể ngay lập tức chuyển từ định dạng kiểm soát bóng sang phòng ngự phản công. Giờ đây, Man City đã khác. Hai tuần trước, Guardiola nói về diện mạo mới của đội bóng. Chúng tôi có Kevin, Jack, Julian và đặc biệt là Erling. Họ chạy rất nhanh và khỏe. Tôi thích điều đó. Nó giúp Man City nguy hiểm hơn trong các pha phản công. Guardiola đã thay đổi. Man City cũng phải thay đổi để thích nghi với Haaland. Bằng cách tận dụng triệt để các pha giành lại bóng ngay từ phần sân của đối phương hoặc giữa sân để tổ chức phản công nhanh. Để làm được điều đó, Guardiola yêu cầu các học trò pressing ở cường độ khủng khiếp, buộc đối thủ phải mắc sai lầm và bóng sẽ đến chân Haaland ở vị trí thuận lợi. Abilicic và Bayern Munich đã gục ngã trước cường độ pressing của Man City. Hai đội bóng Đức không hình dung được là họ gặp nguy hiểm nhất chính là khi họ đang có bóng. Man City tất nhiên vẫn là đội bóng thích chơi kiểm soát, nhưng nếu chỉ đe đối thủ ra mà đá thì Haaland sẽ sa vào thiên la địa võng mà đối phương giăng ra. Man City lúc này còn nguy hiểm hơn khi không có bóng, bởi đó là khi họ sẵn sàng trừng phạt đối phương bằng khả năng đánh cắp khoảng trống của Haaland. Anh đã san bằng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải 38 vòng đấu của Mohamed Salah khi đã chạm mốc 32 bàn thắng với cú đúp vào lưới Leicester City cuối tuần trước. Và anh cần thêm 3 bàn nữa để phá kỷ lục ghi bàn một mùa giải 42 vòng đấu đang được nắm giữ bởi Andy Cole và Alan Shearer. Ghi thêm 3 bàn là quá dễ với năng lực của Haaland khi nhìn vào phong độ của anh từ đầu mùa. Nhưng sẽ càng điên rồ hơn nếu anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất một mùa giải trong lịch sử bóng đá châu Âu. Chỉ tính ở giải vô địch quốc gia, Lionel Messi đã lập kỷ lục đó vào mùa 2011-2012 khi ghi tới 50 bàn tại La Liga cho Barcelona. Như vậy, Haaland sẽ phải ghi thêm 18 bàn nữa trong 8 trận đấu cuối mùa của Man City để san bằng kỷ lục của Messi. Trung bình, Haaland ghi một bàn cứ sau 70 phút trong mùa giải này. Và vấn đề cho tiền đạo người Na Uy là để san bằng kỷ lục, anh sẽ phải góp mặt trên sân nhiều hơn. Huấn luyện viên Pep Guardiola đang rất cẩn thận quản lý thời gian thi đấu của Haaland. Ông đã rút anh ra khỏi sân sớm trong 2 trận đấu gần nhất. Haaland rời sân ở trận đấu gặp Leicester chỉ sau hiệp 1. Nhưng ghi 18 bàn trên 8 trận là điều có thể với Haaland. Anh đã ghi 15 bàn trên 10 vòng đấu đầu tiên của mùa giải và phong độ ghi bàn của Haaland có thể tốt hơn nữa. Nếu không vì một giai đoạn đầu năm nay, Man City phải tìm lối chơi mới sau khi tống cổ giao Cancelo sang Bayern Munich vì thái độ với huấn luyện viên trưởng. Giờ với sơ đồ mới có tính hiệu quả cao hơn rất nhiều, có thể hy vọng Haaland sẽ làm được. Kỷ lục của Messi thực sự là rất khó để phá, bởi anh trong mùa giải 2011-2012 đã ghi tới 2 cúp poker, 6 hat-trick và 7 cú đúp, trong khi Haaland đang có 4 hat-trick và 5 cú đúp. Mới chỉ có Cristiano Ronaldo mùa 2014-2015 là đến gần kỷ lục của Messi khi đã ghi 48 bàn ở La Liga cho Real Madrid. Giờ thì Bayern đang thực sự tiếc vì đã để vượt mất Haaland. Họ rút lui trong cuộc đua chiêu mộ tiền đạo này, để rồi Man City vào cuộc và nhanh chóng giành chiến thắng. Sau này, nhà báo Jörg Holzner của Kicker tiết lộ Bayern Munich sẵn sàng trả cho Haaland mức lương 35 triệu euro trên năm, cộng thêm 75 triệu euro phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ này. Điều này cho thấy Bayern làm mọi thứ có thể để thuyết phục Haaland gia nhập câu lạc bộ. Nhưng sau cùng, mũi nhọn người Na Uy vẫn tới Man City. Ở sân Etihad, Haaland được cho là nhận mức lương 375.000 bảng trên tuần, con số cao ngất ngưởng trong lịch sử bóng đá thế giới. Đáng nói,
tiền đạo người Na Uy chưa qua tuổi 23. Lúc này, bèn thực sự thấm thía nỗi đau, họ ước rằng phải chi quyết liệt hơn cho cuộc đua giành chữ ký của Haaland. Nhìn mũi nhọn người Na Uy liên tục ghi bàn, đội chủ sân Allianz Arena cũng tự trách bản thân. Họ lẽ ra phải chọn cách tiếp cận khéo léo hơn với trung phong 22 tuổi. Năm 2021, máy quay ghi được cảnh giám đốc thể thao của Ben, Hasan Salihamidzic, nói chuyện với một trợ lý huấn luyện viên sau khi Haaland ghi được 2 bàn ngay trong 7 phút ở cuộc đối đầu với Borussia Dortmund. Haaland giỏi thế nào? Cậu ấy là cỗ máy. Tôi sẽ gọi điện cho người đại diện của Haaland vào ngày mai. Salihamidzic nói. Hôm ấy, Haaland giúp Dortmund dẫn Bayern Munich 2-0, nhưng đội nhà thua ngược 2-4. Trong đó, Robert Lewandowski là một hat-trick. Việc Bayern công khai tán tỉnh Haaland trước công chúng khiến cho mọi người khó chịu, đặc biệt là Lewandowski. Cách làm việc của ban lãnh đạo đội chủ sân Allianz Arena tạo cho ekip Lewandowski cảm thấy rằng thân chủ bị xúc phạm. Bayern không chịu quyết liệt trong việc giãn hợp đồng với mũi nhọn sinh năm 1988. Thay vào đó, họ dường như bị phân tâm vì mơ tưởng đến Haaland. Ở Bayern, Lewandowski là một huyền thoại, một biểu tượng chiến thắng, cỗ máy ghi bàn thượng thặng. Anh ghi hơn 40 bàn cho câu lạc bộ trong 7 mùa giải liên tiếp. Sau 375 trận, Lewandowski có 344 pha lập công. Cuối cùng, việc Bayern tán tỉnh Haaland khiến câu lạc bộ trả giá. Hè 2022, Lewandowski rời Allianz Arena để đến Barca. Còn Haaland nói rằng cảm thấy tiếc cho Lewandowski, gọi cách đối xử của câu lạc bộ với chân sút đàn anh là thiếu tôn trọng. Để giải quyết tình hình, Bayern Munich chọn Sadio Mane để thay thế Lewandowski. Phi vụ này nhanh chóng thất bại. Mane là cầu thủ giỏi nhất trong việc quấy phá, chứ không phải là tiền đạo săn bàn trong khu vực cấm địa như Lewandowski. Kỳ vọng của Bayern trong việc ngược dòng được dồn vào Mane, Serge Gnabry hay Sané. Thế nhưng, Mane không ghi được bàn nào kể từ tháng 10. Trong khi đó, Gnabry từng thừa nhận vào tháng 11 rằng mình không phải là tiền đạo trung tâm, nhưng thà được đá còn hơn là phải chịu dư bị. Sané lại đang bất ổn tâm lý sau vụ lùm xùm với Mane. Phong độ cũng thiếu ổn định khi tịt ngòi trong 6 trận gần nhất. Hàng công của Bayern Munich toàn khẩu pháo ẩm ướt. Trong khi bên kia chiến tuyến, Haaland đang rực sáng. Từ khi cập bến Man City, tiền đạo người Na Uy trở thành mãnh thú nguy hiểm trước khung thành, cơn ác mộng của hàng thủ đối phương. Trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên Pep Guardiola cảnh báo các học trò phải hết sức cẩn trọng bởi Bayern có lợi thế sân nhà Allianz Arena, một nơi đi dễ khó về. Pep hiểu điều này vì ông có 3 năm làm việc ở đây. Dù vậy, dùng những khẩu pháo ẩm ướt đấu với mãnh thú là cuộc chiến không công bằng. Cán cân chỉ thực sự ngang sức hơn nếu Bayern còn Lewandowski. Đằng này, họ đã chia tay mũi nhọn người Ba Lan từ nhiều tháng trước.